xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 10 tháng 5 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, tử vi hôm nay cho biết con giáp này đang tập trung dồn mọi sức lực vào các nhiệm vụ được giao nên cũng nâng cao đáng kể hiệu quả trong công việc tuy nhiên bản mệnh cần chú ý hơn tới các mối quan hệ xã giao nếu không muốn làm phật lòng người khác tình cảm vận trình tình cảm kém sắc dường như tình cảm giữa tuổi tý và nửa kia đang phai cạn đi ít nhiều yêu thương cũng chẳng được đông đầy như trước Mâu thuẫn gia đình gần như lên tới đỉnh điểm vì giữa hai người luôn tồn tại nỗi hoài nghi lớn. Tài chính Vận trình ta lọc tăng tiến, bản mệnh có thể trang trải tốt cho các nhu cầu cá nhân với nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Cẩn trọng, cân mạnh dạng chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của người khác để thêm hiểu nhau hơn. Tuổi giáp tý sự nghiệp khởi sắc dự án được hoàn thành tuổi bính tý gặp khải thành công sau quá trình nỗ lực bền bỉ tuổi mậu tý tâm trạng hứng khởi làm việc hăng say hơn tuổi canh tý sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần tới tuổi nhâm tý nên dành nhiều thời gian để ở bên cạnh nửa kia của mình con số may mắn số 9, số 8 màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dậu. Hai, tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc, vận trình công việc của tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều ngàn trái Còn giáp này đang muốn dùng quy quyền của mình để chèn ép người khác. Mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp không được tốt vô hình chung dẫn tới sự đứt quản trong việc kết nối. Tình cảm Vận trình tình cảm chưa được cân bằng tốt, tuổi sủ dù cố gắng đến mấy cũng khó lòng kiểm soát được cảm xúc của mình. Còn giáp này cẩn thận trọng hơn trước mọi lời nói ra, tránh làm tổn thương đến nửa kia. Tài chính Vận trình tài lộc có điềm bảo không may, Do đó, bản mệnh cần hết sức thận trọng trong từng quyết định liên quan tới tiền bạc nếu không muốn dẫn tới những thất thoát. Cẩn trọng, hao tài vì thói quen tiêu pha lãng phí không có bất cứ kế hoạch nào. Tội ất sủ có tín hiệu vượng tài đáng mừng. Tội đinh sủ hành động nóng nảy bốc đồng dễ gây sai sót. Tội kỹ sủ biết lựa chọn thời cơ buông bản nên tài vận tăng tiến tuổi tân sủ có mối quan hệ tốt với khách hàng đối tác làm ăn tuổi quý sủ chuyện tình cảm bình lặng không ngọt không nhạt con số may mắn số 38 số 42 màu sắc may mắn màu đen màu tím quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi mão ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc Vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra với vài thách thức. Cấp trên đang muốn thử xem năng lực, tài năng của người tuổi dần tới đâu nên mới đưa ra những yêu cầu mới. Còn giáp này, trước tình huống đó cần chủ động, hăng hải và làm hết mình để ghi điểm trong mắt cấp trên. Tình cảm Vận trình tình cảm viên mãn. Người độc thân tìm thấy mỗi nhân duyên mà bản mệnh tìm kiếm bảy lâu nay giữa các cặp đôi có sự kết hợp ăn ý đặc biệt, chỉ thông qua ánh mắt cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Tài chính, vận trình tài lộc có chút biến động, đã đến lúc tuổi dần cần lên kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, khoa học để cần đổi tốt nguồn tiền bạc. Cẩn trọng, vùi đầu vào công việc mà bỏ qua nhiều giá trị đáng trân quý bên cạnh mình. Tuổi giáp dần nhận được sự công nhận của mọi người. Tuổi bính dân nên hạn chế tụ tập bạn bè vào những ngày này. Tuổi màu dân người kinh doanh buôn bán đắt hàng. Tuổi canh dân tiền bạc dư dả dạ, có thể chi tiêu thoải mái. Tuổi nhâm dân vận trình tình cảm khá tốt đào hoa nở rộ. Con số may mắn số 19, số 47, màu sắc may mắn màu vàng, màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi tuất 4. tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng các vấn đề rắc rối trước đó nhanh chóng được giải quyết triệt để mở ra cơ hội thăng tiến cho bản mệnh trên con đường công danh bằng sự tự tin quyết tâm cao độ nên chẳng có gì có thể làm khó được những người này tình cảm, vận trình tình cảm vượng sắc đem lại cho những người này tin vui bất ngờ liên quan tới chuyện tình cảm. Đời sống gia đình trở nên hài hòa vì trước đó các cặp đôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn về hiểu lầm đang tồn động. Tài chính, vận trình tài lộc hanh thông. Bên cạnh công việc chính thì con nhấp này còn thu về một khoản hời lớn từ các dự định đầu tư nhỏ. Cẩn trọng, Tự tin quá mức có thể dẫn tới tính tự mãn không xem ai ra gì. Tội ất mạo không có thiện ý lắng nghe góp ý của người khác. Tội đinh mạo tiến trình sự nghiệp thăng tiến khá sung sẻ. Tội kỷ mạo dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng. Tội tân mạo vận trình tài lộc tương đối ổn định. Tội quý mạo gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương. Con số may mắn số 9, số 27, màu sắc may mắn màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi dân. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Người tuổi thân có thể cần đối tốt giữa tình cảm và lý trí con giáp này tuyệt đối không để những nỗi buồn riêng tư làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm, cảm sắc, hình thức, tương xung vô hình chung tạo ra những cản trở lớn từ chính tham vọng và cả tính cách phóng khoáng của những người này. Để hạn chế những điều không hay, bản mệnh cần cố gắng tiết chế cảm xúc trong lòng. Tài chính Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, đặc biệt là những người đang làm công việc kinh doanh sẽ nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ trong hôm nay. Cẩn trọng, tự phức tạp hóa vấn đề, chỉ càng khiến mọi chuyện thêm khó khăn. Tội giáp thành, công việc không diễn ra như mong muốn. Tội bính thành, lời nói thiếu suy nghĩ dễ gây mất lòng người khác. Tội mậu thành, cần có thời gian để gắn kết với người khác tội canh thình, đề phòng hao của ngoài ý muốn tuổi nhâm thình, tình cảm trục trặc do lời nói của người ngoài con số may mắn số 23 số 61 màu sắc may mắn màu nâu màu đen quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi mão 6. tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng còn giáp này tự tin hơn với năng lực bản lĩnh của mình trước những sự lựa chọn khó khăn bản mệnh cũng có thể dứt khoát đưa ra quyết định sáng suốt mang lại thành tựu nổi bật tình cảm vận trình tình cảm chưa được như mong muốn dự báo có nhiều khả năng người tuổi tỵ sẽ rơi vào các mối quan hệ tình cảm thiếu rõ ràng Do đó, bản mệnh cần cố gắng vạch rõ tình cảm với những người xung quanh. Không yêu thì nên thẳng thẳng nói ra cho đối phương biết ngay. Tài chính Vận trình tài lộc dồi dào, dò, tuổi tỵ làm công việc kinh doanh dễ dàng thu lợi nhờ biết cách nắm bắt thời cơ đúng lúc. Cẩn trọng, họa thị phi đeo bám do tiểu nhân bài ra. Tuổi ất tỵ, tài vận tăng tiến, tài lộc hanh thông tội đinh tỵ ý tưởng đưa ra không nhận được sự ủng hộ tội kỵ tỵ nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình tội tân tỵ biết chắc lọc thông tin đón đầu xu hướng tội quý tỵ có tin vui về nhân duyên tình yêu thăng hoa con số may mắn số 38, số 4, màu sắc may mắn, màu hồng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn. Áp lực trong công việc dạy kiến con giáp này trở nên căng thẳng, thậm chí là mất phương hướng. Bản mệnh có thể tìm tới những người đi trước để xin lời khuyên nếu bế tắc trong ý tưởng. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc Câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn cho các cặp đôi. Tuổi ngọ độc thân cần trao trước ngoại hình hơn để gây ấn tượng tốt trong mắt những người khác giới xung quanh. Tài chính Vận trình tài lộc xa xúc Kiếp tài xuất hiện rõ nguy cơ phá tài nên con giáp này còn chi tiêu tùy hứng. Cẩn trọng Tránh tùy tiện trong lời nói, cách, cư xử để không gây mất lòng với nhiều người tuổi giáp ngọ có một ngày làm việc hăng say và chất lượng tuổi bính ngọ quyết định nóng vội bao giờ cũng gây ra hậu quả khó lường tuổi mậu ngọ không để khó khăn khiến bản thân phải trùng bước tuổi canh ngọ gặp nhiều may mắn về phương diện tiền bạc tuổi nhâm ngọ đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm con số may mắn số 31 số 75, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng đất, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuất. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra vất vả. Người tuổi mùi cả ngày cứ để tâm hồn treo ngược trên cành cây, mất tập trung nên khó tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Hiệu quả công việc giảm sút rõ đòi hỏi con nhấp này cần sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Trong đời sống gia đình bắt đầu xuất hiện những mối lo không đâu, khoảng cách cử thể xa dần vì không còn nhiều những cuộc trò chuyện hay chia sẻ cùng nhau. Tài chính Vận trình tài lộc đi xuống, khó khăn về tài chính cũng phần nào làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người tuổi này cẩn trọng nên chủ động trong mọi việc để giải quyết tốt những vấn đề bất ổn trong hiện tại tuổi ất mùi vận trình bất lợi công việc dở dang tuổi đinh mùi cần cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi quyết định đưa ra tuổi kỷ mùi lời nói thiếu suy nghĩ dễ gây mất lòng với người khác tuổi tân mùi tránh lo chuyện bao đồng làm thai người khác tuổi quý môi mối quan hệ lửa đôi ngọt ngạt căng thẳng con số may mắn số 13 số 7 màu sắc may mắn màu cà phê màu nâu quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão chính tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông thuận lợi con đường thăng tiến của người tuổi thân càng thêm rộng mở. Bản mệnh nhanh chóng có được sự tín nhiệm của cấp trên, thọ xuất thể hiện sở trường của bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm tươi sáng, gia đình hài hòa, ấm áp, mang lại niềm hạnh phúc không dễ gì kiếm được cho người tuổi thân. Còn đối với người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt tại nơi mà mình làm việc đối với người mình đã thầm thương bấy lâu nay. Tình tài chính Vận trình tài lộc vượng sát Còn giáp này có nhiều cơ hội nhận khoản tiền bất ngờ như tiền thưởng, trúng số. Cẩn trọng Tránh hoang mang khi có rắc rối phát sinh bất ngờ. Tuổi giáp thân Vận quý nhân khỏi vượng giải quyết được khó khăn. Tuổi bính thân, tình cảm vợ chồng có dấu hiệu phai nhạt tuổi mậu thân tài lộc dồi dào lợi nhuận buôn bản tăng vọt tuổi canh thân thích hợp đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài tuổi nhâm thân nên giữ tâm vững vàng khi có sóng gió ập đến con số may mắn số 32, số 8, màu sắc may mắn, màu xanh nhạt, màu trắng quý nhân phù trợ, tội thần, tội tý. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu, công việc Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ thở. Khả năng thích ứng linh hoạt giúp con giáp này không gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Hơn nữa lại có quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Tình cảm vận trình tình cảm ảm đạm, cản trở bước đường tìm kiếm tình yêu của người độc thân. Những người đã lập gia đình luôn cảm thấy khoảng cách trong mỗi quan hệ này là quá lớn vì không ai chịu nói với ai điều gì. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, niềm vui trong thu nhập kết hợp với việc tiết kiệm, chi tiêu không khéo đem lại cho con giáp này một khoản tích lũy đáng kể. Cẩn trọng, đề phòng tai nạn trong việc đi đứng xe cộ. Tội ất dậu, điềm bảo có mâu thuẫn về tiền bạc hoặc công việc. Tội đinh dậu, đừng vội lung lai trước những lời mật ngọt. Tội kỷ dậu, đề phòng rơi vào cái bẫy rập của kẻ xấu. Tội tân dậu, nên nắm bắt thời cơ kịp lúc để dễ dàng thăng tiến hơn. Tội quý dậu, dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Con số may mắn số 11, số 54, màu sắc may mắn màu hồng đậm, màu lục, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi sửu. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Người tuổi này luôn giữ được trong lòng thái độ mang ơn đối với những người đã giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn khó khăn đừng tiết tiền cho việc giữ gìn và củng cố các mối quan hệ xã giao ấy nhé. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hoa tình cảm gia đình được dung hòa ổn định, bản mệnh có thêm thời gian dành ra sự quan tâm tới người bạn đời của mình. Tuy vậy, con giáp này cần phải chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm bằng lời nói. Tài chính Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, tuổi tuất có thể nhận lọc ăn uống lương thưởng dưới sự hỗ trợ của thực thần cẩn trọng tránh chủ quan khinh địch mà liên tiếp mắc sai lầm tuổi giáp tuất tình hình tài chính lạc quan nhiều cơ hội kiếm tiền tuổi bính tức, cần thường xuyên quan sát biến động thị trường tuổi mậu tuất có khả năng sáng tạo trong công việc tuổi canh tuất sức khỏe không được đảm bảo do chế độ sinh hoạt thiếu điều độ. Tuổi nhâm tuất cố gắng phát huy thể mạnh của bản thân. Con số may mắn số 24 số 3 màu sắc may mắn màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi giàu. 12 tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra có chút mệt mỏi. Con giáp này cần nâng cao tinh thần học hỏi, cầu tiến, thay vì chỉ mãi thở than và trách móc số phận. Nếu đủ dũng khí thì hãy nhanh chóng bắt tay theo đuổi con đường đam mê của riêng mình. Tình cảm Vận trình tình cảm đứt gánh giữa đường Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi vào tình trạng bí bách khó xử. Những người đã lập gia đình cần đề phòng có kẻ thứ ba xen vào mọi quan hệ này. Tài chính, vận trình tài lộc xáo trộn, còn nhấp này cần hạn chế những nhu cầu xa xỉ, tiết kiệm được khoản nào thì hay khoản đó. Cẩn trọng, tiểu nhân cố tình tạo ra nhiều rắc rối trong quá trình xử lý công việc. Tội, đinh hại, không chịu đặt mình vào vị trí của người khác. Tội, ất hại, đường công danh sự nghiệp hành thông rộng mở. Tuổi, kỷ hợi được giao trọng trách để phát huy khả năng của mình. Tuổi, tân hợi tạo điều kiện cho tiểu nhân quấy phá. Tuổi, quý hợi gia đình dễ xảy ra bất hòa nên chia sẻ rõ ràng với nhau. Con số may mắn số 9, số 14, màu sắc may mắn màu xanh lam, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuổi mão tối tây